Mày xác nhận đi ai bồng? Tao bồng về nè. Tao mua khăn, mua thao, mua tả, mua nấm vú da, mua nấm vú để trong chai. Còn con quanh còn sống mà. Con quanh còn sống nha, nghe mày. Con quanh còn sống nha là vú nuôi của Hồng Loan từ đầu tao bồng về nha chứ. Mày ảo giác mạnh quá ha. Mày nói mày đập bàn cái im ru. Mày uống gì vậy? Hay là mày uống cái gì của con vợ mày mà ảo giác tới mức độ đó? Con người bản thân của tao á, tao bồng Hồng Loan về, Hồng Loan về, tao lên tiếng tao được cái gì? Tao được cái tụi mày chửi, đúng không? Được tụi mày chửi, chứ cái phe cần cần của mày chửi, chứ tao được cái gì? Như thằng khác, như cái lỗi của mày mày né rồi, như cái lỗi của mày mày né rồi, mày nói tôi không biết tôi có bồng, mà tao nói tao bồng là tao nói tao bồng về, tao không sợ ai hết. Sống là phải như vậy, chứ sống như cái tụi mày á, làm được cái gì của xã hội này? Tao nói mày nghe nè, hôm nay mày còn cái lưỡi, mày còn nhớ, mày còn cái lưỡi mà nói chuyện ngày hôm nay, mày biết nhờ ai không? Mày nhờ tao nè. Mày nhờ cái thời mày thiếu nợ 30 mấy 40 triệu mà năm 97 không? Tao ra, tao đi ra vũ trường, tao chơi, tao dứt, tao ghé vô Tân Hải Dân, tao ăn. Tao ngạc dân chơi từ xưa giờ. Chị Ngọc Tân Hải Vân lại. Thằng nơi thằng, thằng Tiểu Linh á. Nó mượn xã hội đen cái gì đó không biết nữa. Mà tao đòi cắt lưỡi đó. Nó vô nó nhậu đây hai đêm. Nó canh thôi mày. Thời điểm đó hình như là mày hát Bình Long. Mày hát Bình Long. Tao mới về. Tao nói với anh Năm. Tao nói với anh Năm. Chị Ngọc nói như vậy đó. Thì coi thu xếp làm sao đi. Cái tụi này, cái đám mày nó nói nó làm thiệt. Chị Ngọc năn nỉ tao về. Nói với anh Năm. Mày hiểu không? Tao về tao nói xong xuôi đàng hoàng. Anh Năm kêu mày lên hỏi tiền thiếu bao nhiêu. Thời đó không phải là hàng tiền trăm đâu, mấy chục triệu thôi mày, mấy chục triệu thời đó lớn lắm. Một lượng vàng năm 90 mấy là một lượng vàng nó chỉ khoảng chừng nào 5 triệu à. Rồi mày mấy hai mày, mày thiếu 20 mấy triệu, 30 triệu. Tao còn nhớ con khoảng con số đó. Thì chị Ngọc mới nhờ chị Trúc Mẫu Hậu. Mày nói thiếu bao nhiêu tiền, nó bị trả hết bao nhiêu, mày trả bao nhiêu thắng lời rồi. Tao mới cầm cái số tiền đó, theo cái tiền mày báo với anh Năm á, tao mới đem ra ngoài. Thì chị Năm mới kêu tụi đó lại hỏi trả bao nhiêu thắng lời rồi. Lâu rồi tao cũng nhớ mày trả bao nhiêu thắng lời, còn mấy tháng không trả. Thì chị Năm nó bây giờ không trả lời nữa, trả cái vốn thôi, nhưng cấm không cho mượn nữa. Thì đến ngày hôm nay á, mày mới còn cái lưỡi để mày chửi tao, mày hiểu không? Rồi tao không trách mày đâu. Tao thấy mày bây giờ thân tàn sắc dại, tao không trách mày đâu. Tại vì mày sao? Con ruột mày mày còn từ thì tao đó là cái gì đâu mà mày, mày không chửi, hiểu không? Nhưng mà tao không có chửi mày đâu. Tại vì cái nghiệp mày cũng quá nặng rồi. Và cái nghiệp của mày á, không phải là mày nói xấu tao hay mày chửi tao, mà cái nghiệp mày, cái nghiệp của mày là mày vướng cái, mày phải trả nghiệp cho anh của mày. Mày nghe chưa? Trời, tao nghe mày nói trời ơi, mày đập cái bàn, tao im liền. Trời ơi trời, tao nói mày nghe nè. Mày mọc 10 cái nanh á. Mà tao nói chuyện mày đập bàn, tao cũng nhổ 10 cái nanh mày ra, mày hiểu không? Mày nghĩ sao vậy? Mày uống cái gì? Mày ăn cái gì? Hay mày uống cái vợ mày cái gì? Mày uống của con đó đó, phải không? Mày ảo giác, phải không? Nín đi, câm đi. Bây giờ tao nói mày nghe, tao khuyên mày thật sự đó. Tao không có trù ai hết á. Mình trù người ta, ta trù mình, đúng không? Còn hơi niệm Phật đi, ráng niệm Phật đi, còn hơi ráng niệm Phật đi. Rồi mày cứ chửi tao cũng chẳng là cái gì hết, chẳng xin nghe tao đâu, tao nói mày nghe, đúng không? Còn hơi tối nằm niệm Phật đi, cố gắng đi, cố gắng niệm Phật cho tai qua nạn khỏi hết bệnh. Còn nếu cái nghiệp nặng quá thì niệm Phật á, mà không qua nổi á thì ngày ra đi nó cũng nhẹ nhàng, hiểu không? Anh thử ra tao nói mày nghe, mày đừng bao giờ lật lọng nữa. Bây giờ mày nhìn cái gương của mày đi, mày nhìn cái gương mặt của mày đi, rồi mày sẽ thấy nó hiện nguyên cái gì, những gì mày cái gây, mày gây ra tới bây giờ. Rồi mày nghĩ sao vậy? Rồi mày nghĩ tao mày đập bàn cái tao im ru. Trong cuộc đời của tao, tao nói mày nghe nè, luôn cả bây giờ này ha, những cái phòng trà tao chơi á, mày vô mà hỏi, mỗi một lần tao quậy cho phòng trà đó hiện tại bây giờ luôn nè, tao quậy trong phòng trà đó đó, mà luôn cả bây giờ tao quậy rồi, tao nói với chủ phòng trà luôn á,
anh mà chấp nhận anh quậy rồi ngày mai đêm mai em bán được, anh đi bằng cái đầu, thấy chưa? Bây giờ đây nè, hiện tại bây giờ nè, tao nói mày nghe, chứ không phải thời xưa nha, hiện tại bây giờ. Tao cho địa điểm mày nè, mày đi hỏi là phòng trà 68 nè, Đồng Nai nè, phòng trà 389 nè, Điện Biên Phủ nè, phòng trà 6F nè, Ngô Thị Nhiệm nè. Những cái phòng trà mà khi mà tao bất mãn mà tao xúc phạm tới tao, tao quậy rồi, cái chắc, nói mày nghe. Cỡ mày bây giờ mày nói chuyện với tao kiểu đó rồi thôi xong rồi con ơi. Mà tao thấy mày thôi, mày thân tàn mai sắc dại rồi, tao không muốn nói, hiểu không? Mày tưởng tao hiền, tao không có hiền. Tao chỉ hiền với những người đàng hoàng, những người biết chuyện, những người lịch sự. Thế cỡ tụi mày cứ ngang ngược tụi mày, ăn giật tụi mày, tao không có hiền. Mày hiểu chưa? Tao thấy mấy ngày nay mày ra rã mà tao không muốn coi. Bạn bè tao nó đưa lên cho tao coi, tao nghe. Tao nghe thoáng tao, tao cũng nghe từ công văn của mày nói. Không có tao nha. Bây giờ mày cũng chẳng biết một chữ nhất một ha. Không có tao, bây giờ mày không còn cái lưỡi đèn mày để mày nói chuyện. Còn cái chuyện đó, tao nuôi mày 3 năm, 2 năm mấy, 3 năm ở 38 Bạch Dân, tao mất kệ, tao bỏ đi. Coi như tao nuôi một cái một con chim gì đó, tao nuôi cho đã rồi thả cho tao. Nhưng mà tao nuôi con chó đó, đó rất là tung thạnh, tao không bỏ tao nó đi đâu. Coi nhà tao nuôi con chim gì đó, rồi tới ngày đó tao mở cửa cho nó bay đi đó. Đến hôm nay rồi, cái mặt mày như vậy rồi, sức khỏe như vậy rồi, chưa sáng, chưa ngộ ra mình làm cái gì, mà đến hôm nay mình như vậy. Không phải riêng mày nhé, không phải riêng mày. Tao không qua đũa, nhưng mà không phải riêng mày. Mà tao nói mày tự hiểu cái gì đúng không? Trên đời này á, cái gì cũng vậy hết trơn á. Mình trồng cái gì nó ra quả đó. Chứ đừng có nói trồng cái ớt mà nó ra trái mận hay trái đào, không có. Không có đâu. Đừng nằm mơ chuyện đó. Thì thời gian còn lại một cái ngắn dài tao không biết. Nhưng cố gắng đi nha. Cố gắng để mà mình sửa đổi lại. Mình hiểu được những gì mình làm sai. Rồi cố quán niệm Phật đi. Ăn năn hối cải đi. Nghe không? Cái tao không có chửi hôm nay là ngày rằm, tao không có chửi. Là thời gian sau này tao cũng không có chửi nhiều nữa.